Này, nó cái bể phốt cái nước trong cái toán thằng này không ăn nữa rồi, đất cái thứ nhiều rồi. Chào tất cả ba. À, mấy nay ở trên nhà chú thế nào con? Rất là vui ạ. Rất là vui đi. Ừ. Xin chào tất cả các bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của cháu Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ cháu đang cùng với cháu Toàn, hai chú cháu thì đang có mặt tại cánh đồng thuộc xóm Hòa Thịnh, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình của tỉnh Thái Nguyên. Hôm nay thì hai chú cháu thì quay trở lại cánh đồng này và di chuyển xuống nhà cháu Toàn, đó chính là nhà cô Toán tí hon. Các bác cũng theo dõi các cái video cháu đưa trong thời gian vừa qua thì các bác cũng biết được cái tình hình là mưa lũ tại Thái Nguyên, thì cũng có rất nhiều các bác là quan tâm hỏi thăm nhà cô Toán tí hon hiện tại như thế nào. Thì rất là vui mừng thông báo với các bác là đến thời điểm hiện tại thì nước trên sông cầu đã về cơ bản nó đã rút hết ra khỏi địa phương. Và các bác thấy ở đây thì hiện tại bây giờ thì bà con thì đang khẩn trương thu hoạch những cái ruộng lúa của mình. Đó, trong thời gian vừa qua thì cũng bị nước ngập cái thời gian là khá lâu. Và khi mà nước rút thì bà con là tranh thủ khẩn trương đấy, đẩy mạnh cái tốc độ là thu hoạch ngay những ruộng lúa của mình về phơi đó, xem là có cứu được không đó. Rất nhiều các bác đang tích cực gặt ở cánh đồng này đó. À, nước thì là vào thời điểm hiện tại thì cơ bản đã rút hết các bác nhá. Từ đây thì di chuyển xuống khoảng độ 50m là đến sông cầu ở đó rồi. Đó, nước thì cơ bản là đã rút hết. Hôm nước cao đỉnh điểm các bác có thể thấy ở đây này. Đó, toàn bộ khu vực này là ngập hết và thậm chí là nó ngập bên tận ngọn ngô này. Đấy, các bác thấy nào, ngọn ngô là bị nước chảy bạt hết. Đó, bên này thì những cái cây ngô cực cao nhưng mà cũng ngập hết, chứng tỏ là một cái lượng nước rất là lớn đổ về dồn về. Và khi mà nó chảy trong cái quá trình nó chảy mạnh thiết như vậy thì các bác thấy ở đây thì hiện tại thì những cây ngô này thì đã bị sơ xác hết lá rồi. Đó, về bi thì không biết là bãi này ngô đã già chưa, nếu như chưa già thì không biết là có cứu được không. Còn bãi nào mà đã già rồi thì bà con là có khả năng là bẻ được ngay. Đó, nhiều cái khu vực nó cao hơn thì cây nước nó ngập nó chỉ đến chưa đến bi ấy thì cây vẫn cứu được. Đó, nhưng mà khu vực này thì phải nói là một cái khu vực mà nó ngập rất là sâu, được coi là vùng rốn của khu vực này, có nghĩa là rất là thấp nên là nước nó ngập cao đến tận ngọn ngô như này, thậm chí là cao hơn ngọn ngô. Đó, và nó nước nó ra thì để lại ảnh hưởng rất là lớn như vậy, không biết là cây ngô có phục hồi được phát triển nữa không. Đó, như bãi bên này thì đổ ép đổ dạp hết rồi. Đấy, đây đổ dạp bên này hết rồi. Đấy, khu vực này chảy rất là xiết. Nó chỗ này cái bãi này thì nó quang và nước nó theo cái dòng nó chảy hất ở phía bên này. Đó, chảy xuôi bên này cho nên toàn bộ ngô ở khu vực này thì bị chảy xiết áp ở bên đó. Đấy, tí nữa thì cháu cũng sẽ chạy xuống nhà cô Toán tí hon. Trong ngày hôm nay thì nước ra và cô Toán tí hon thì từ sáng ngày hôm nay thì đã di chuyển về nhà để dọn dẹp đó nhà của mình để bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường. Nước thì bắt đầu ra mạnh là từ tối ngày hôm qua và đến sáng ngày hôm nay thì cơ bản là rút hết. Đó, sáng hôm nay thì cháu đi làm không thể xuống quay cho các bác những cái hình ảnh đầu tiên của nhà cô Toán khi mà nước rút. Bây giờ thì cháu đi làm về và chạy xuống nhà cô Toán tí hon để đưa các bác thăm trở lại nhà cô Toán tí hon, xem là cái công tác lũ nó ảnh hưởng đến cuộc sống của nhà cô Toán tí hon như thế nào. Đó, ở đây thì là có một bãi lúa mà ngập rất là sâu khi mà nước lên đó. Nhưng mà theo quan sát của cháu ở đây thì hiện tại thì về cơ bản thì cháu nghĩ là thóc thì vẫn được, nó vẫn cứu được, nó không ảnh hưởng nhiều. Đó, hàng nó cứng thì vẫn cứng và theo như quan sát của cháu thấy thì nó chưa bị mọc mầm. Đó, không mọc mầm nhá, chỉ có đôi hạt thôi.
Đôi hạt thì bắt đầu là cũng đã có nhú mầm một chút này thôi. Đó, nhưng mà bà con bây giờ gặt về ngay. Đó, những cái bãi nó nhô cao này thì gặt về ngay và tuốt ngay, phơi ngay thì vẫn cứu được. Đó, rất may là nước nó chỉ tồn tại trong thời gian là vài ngày. Đó, nhưng mà nếu mà lâu hơn thì sẽ hỏng hết. Đó, nên là cũng rất may cho bà con là nước nó rút nhanh và cây lúa thì vẫn cứu được. Đó, hôm nay cái chùm này cháu lại thấy mọc mầm nhiều hơn này. Đấy, nếu như mà để chắc thì để khoảng một thêm 1-2 ngày nữa thì mọc mầm hết. Đấy, cái chùm nãy thì không bị mọc mầm nhưng cái chùm này mọc mầm này, bác thấy nảy mầm rồi này. Đấy, đây nảy mầm tận ngọn luôn này, rất nhiều hạt đã nảy mầm. Và cũng rất là may là cái thời tiết trong mấy ngày hôm nay đó thì là thời tiết là không mưa, đó, có nắng quang đãng. Đấy, nên là cái hạt lúa nó khô. Đấy, nó không bị ướt. Ướt thì nó mầm nhiều hơn. Đó, đây nhìn này, cho thấy là nó mọc mầm không đều đấy. Có chùm là cũng mọc mầm hết đấy. Đây này, những cái chùm này mầm rất nhiều này. Đấy, như này nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái năng suất của bà con. Nhưng mà dù sao thì vẫn còn sử dụng được, vẫn cứu được thì là vẫn còn hơn là mất trắng hoàn toàn. Đó, thiên tai mà. Đấy, mọc mầm cũng sâu nhá. Đấy, từ đây là đi thẳng cái hướng này các bác nhé. Chỉ khoảng là 50 mét là đến bờ sông cầu. Đấy, dọc theo cái con đường này chạy thẳng xuống nhà cô Toán Tí Hon, cũng rất là gần thôi đến nhà cô Toán Tí Hon. Khu vực này là phải nói là cái khu vực mà ngập đầu tiên ở xóm. Cái hôm mà cháu xuống nhà cô Toán Tí Hon, cái hôm lũ đầu tiên các bác có xem là cháu quay ở cánh đồng này, nước ngập sâu và không thể di chuyển được ở khu vực này. Hôm đó thì cháu phải di chuyển theo cái tuyến đường ở bên kia. Có quay một cái đoạn video các bác xem này. Hôm đó là lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương, người dân là giúp cô Toán Tí Hon với lại các bác mà chuyển gà, khiêng gà cho cô Toán lên và khiêng lợn, cũng như là 4.000 con gà cho nhà bác ở khu vực trong đó di chuyển ở trên này. Chính là cháu quay ở chỗ kia. Còn cái đường bên này xuống nhà cô Toán Tí Hon thì không thể di chuyển được, ngập rất là sâu. Con chào bác nhá. Bây giờ thì đi Toàn ơi, cháu xin mời các bác sẽ cùng với cháu xuống thăm nhà cô Toán Tí Hon. Xem là cô Toán Tí Hon thì đã dọn dẹp nhà cửa sau lũ như nào, có bị ảnh hưởng thiệt hại gì không. Đó, nhà cô Toán Tí Hon thì hôm đó thì là gà to thì là chạy được. Đó, cái đàn gà to và ngan chạy được. Còn về lợn, đó, lợn thì cũng đã chạy được lên trên nhà anh em ở phía trên đầu xóm khu chỗ nhà cháu để gửi trên đó. Đấy, nhưng không biết là đưa về nhà chưa. Còn đàn gà tí thì không biết như nào. Tivi hôm đó thì là để ở đâu. Máy giặt đó, thì các bác cùng xem là có ảnh hưởng gì không. Đấy, ngập rất sâu các bác. Đấy, như cái cánh đồng này nó cao như này mà nước nó dâng đến ngọn ngô này thì chứng tỏ là ngập rất lớn. Đấy, nước cái là đang này nổi rất nhiều gà, nước cái là gà lại thoải mái. Chào cô nhá. Bá. Dạ. Vâng. Ngập sâu. Bùi em có đoán Tí Hon. Bám chắc trơn nữa rồi nha. Đất bùn đất. Lúa đổ ẹp hết, mọc mầm hết. Bán này còn mầm dài luôn. Ngô đây. Đấy, các bác thấy là ngập rất sâu. Ngô chết hết luôn rồi nhỉ. Đây này, cái bãi này chết hết đâu đó. Khô hết đây. Đúng không? Đấy, cái vùng này là cái vùng mà ngập lâu. Đấy, ngập lâu nhất và ngập sâu nhất. Ngô thì bãi nào mà ngô già thì bà con bẻ ngay còn được. Nhưng bãi này cho thấy là cái thì mới nhú cái thôi. Đó, cái này chưa có hạt. Mới ra và do là ngập sâu nên cây cũng thối rễ rồi. Đấy, thối rễ hỏng hết rồi. Đấy, bà con là mất trắng rồi. Đấy,
nó trắng bên này cũng thế. Đấy. Thối hết nhá, khô hết lá rồi. Đấy, nhìn kỹ mới thấy là héo hết lá các bác. Bãi nào mà cao hơn, đấy, ngô già hơn, trồng sớm hơn thì còn cứu được. Đó, như bãi này thì nó cây nó cao hơn thì khả năng còn cứu được, ngọn nó chưa bị ngập. Nhưng mấy bãi này là ngập cả ngọn luôn, nên là thối hết cả gốc luôn. Đấy. Bãi này khả năng bị trồn đấy, ngô già thì khả năng này được bẻ rồi. Đấy, chỗ này đây, sau lũ đây. Úi giời. Đấy, cỏ đây, đổ ẹp hết rồi. Đổ ẹp hết luôn. Thiệt hại rất lớn các bạn. Nếu như bãi này cao hơn thì không sao. Bãi này cao thì nước nó lên nó chớm những bi thì nó chưa đến trên kia, lá vẫn xanh. Nhưng mấy bãi ngoài kia là hỏng hết rồi. Đi, vào nhà đi. Trơn ngã nhá. Chỗ Toàn là hiện tại là vẫn đang ở trên nhà cháu các bác nhá. Nước thì rút nhưng mà nhà thì chưa thể ở được. Đấy. Bùn đất ngày nhờ. Ngày được trận mưa to. À, nó trôi cái bùn đất này đi, cũng như là lúa ngô được trận mưa to thì nó sẽ rửa các bác. Nó rửa sạch được hết những cái bùn đất bám ở trên hạt lúa, trên cây ngô thì bà con thu hoạch dễ hơn, cũng như là cây thì nó lại phát triển tốt hơn. Đấy. Đây khu này những cô Toán ngập, có thấy ngập sâu không? Ôi giời, lại ngã. Đây, bờ rào của chúng đâm đổ hết rồi, nước nó phá dòng nó chảy gãy hết tấm lợp. Ôi giời, ngô. Cây quả nhà cô Toán tí hon thì hiện tại thì là vẫn cứu được. Đó. Ui giời, ngầy thế. Di chuyển được tí một quá, ngầy lắm, ngập sâu à. Đây các bác thấy chỗ này nó ngập gần hết cái bờ rào đây. Thì nó là một cái trận lũ kỷ lục, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bà con. Ui giời, chuồng trại này. Chỗ này nhà cô Toán là ngập rất sâu các bác, nên là cái hôm nước rút thì chưa thể xuống, chưa thể là dọn dẹp ngay trong đêm. Đấy, có nên nó ra vào, nước bắt đầu rút vào buổi đêm. Đấy, sáng ra thì là cơ bản nó đã rút ổn rồi. Ui giời, chuồng này. Chuồng này nó phải đóng cái lớp ui giời ơi. Đóng cái lớp bùn rất dày. Đấy. Đây cháu thấy một con gà rất to này, bị trôi ở đây, tùa ở đây. Đấy. Tùa rồi, không biết gà nhà ai. Cô Toán nó chạy hết gà rồi. Ui giời, làm một con gà nữa, tùa rồi. Ôi giời ơi. Nè. Tùa hết rồi. Cô Toán ơi. Mẹ có nhà? Ờ, mẹ đâu con? Đâu? Thế mẹ đâu? Thế gọi mẹ về đỡ phải đi đón. Anh đây rồi. Sao phải đón? Hả? Đi rồi á? À. Ui dồi, thôi toang rồi. Này khả năng là cái bể phốt này cô Toán đi hoan khả năng là đầy bùn thế rồi. Đắp đầy bùn rồi các bác. Đấy, nước nó dồn hết vào đây mà. Đắp đầy bùn đây rồi. Ôi rồi bàn ghế trôi ở đây cơ à? Trôi tận bàn ở đây cơ à? Ôi giời. Đấy.
trôi hết rồi, tan hoang hết rồi, nành phành hết rồi. Đấy, đây. Đây này có cây gãy đổ rồi, kia là cái đệm nhà nào trôi ra kia rồi. Bởi... đệm nhà con á, trôi đấy luôn rồi à? Để đâu mà trôi? Phơi à, mang phơi à? À, mang phơi đấy. À, trôi lành phành trong nhà hết à? À. Nồi cơm không sao. Ừ. Đây ngập đến đây các bạn nhé. Đây. Tivi có bị có đề gì không? Gửi nhà ai? Mang về chưa? À, thế thì được. Tủ lạnh có vấn đề gì không? Có bị ướt không? Bị ướt à? Máy giặt đâu? Máy giặt bị hỏng rồi á? Ui giời ơi, rồi toang rồi. Nước không có nước rồi. Đó là xin nước nhà bà. Đâu? Để cao này vẫn bị quả. Rồi toang rồi. Ừ. Hả? Này gọi thợ và sửa chắc mất khối tiền. Nước nhanh quá các bác ạ, không kịp chạy. Đấy. Hôm đó nhà cô Toán cô ấy chạy gà cái thứ, ui còng hết miệng tấm lợp, à miệng ấy nữa. Nhờ. Nước nó chảy mạnh, nó vênh hết, nó vênh váo hết rồi, nó có vào khít nữa đâu. Đấy. Đây bùn đất. Này. Nó cái bể phốt cái nước nhà cô Toán thằng này không ăn nữa rồi. Đất cái thứ nhiều rồi. Ừ. Ui giời. Hả? Gà đâu? Con này tuồn đâu chưa? Nó tuồn từ cái hôm mà nước nó vào nhanh quá. Sao không chạy hết à? Không chạy. Vẫn còn con này nữa à? Ui giời. Cả mấy cái con ngan mẹ cháu vừa mới mua chết hết rồi. Ngan bé? Tuồn hết à? Gà con? Gà con cũng chết hết. Không kịp chạy à? Trôi hết rồi à? Nước vào nhanh lắm. À. 11 giờ trưa là nó ùa vào. À. Chia sẻ các bác nhà cô Toán đấy là chạy được được gà to mang đi gửi hết nhưng mà vẫn sót chắc sót một hai con đây. Thấy ngoài chuồng gà ngoài kia là có một con gà to, ở đây một con gà mái nữa, hai con là tùa hết đấy. Còn đàn gà bé 50 con chết hết à? Ui giời, 50 con mà bằng cái các bác vừa thấy mỗi con mà nó ở chỗ chuồng bò đấy, chuồng bò cũ đấy mà nó bị chết đấy, 50 con như thế. Trời, đang sấm mưa âm ùm ạ. Cái tủ lạnh này không lấy để ở đâu ở quê? Tủ lạnh là ở dưới bếp. Thế bị ướt hết làm gì nữa? Ừ, cái tủ lạnh này trước là mua lại có mấy trăm nghìn của bác sắt vụn thôi. 500 nghìn à? Ừ. Mấy năm rồi cơ? Ừ. Sách vở có bị ướt không? Hả? Đâu sách ở quê ướt mấy quyển? Sách toàn ướt của nào? Phơi ra. Đây vẫn còn nguyên đấy gì? Ờ, thế vẫn dùng được không vấn đề gì? Ờ, được. Ừ? Thế sách ở quê đâu? Trăng cất cao thì không sao. À, đấy nước ngập bên đây này. Nước ngập bên ngấn tường. Đâu? À, để trên tải đấy thì không sao, chưa đến đấy đâu. Ờ, đây trong buồng này, nhìn được cái ngấn của tường này. Ờ. Ừ. Ờ. Quần áo sao được. Quần áo hết sạch rồi. Ờ. Tủ nước đất trôi đầy trong đúng không? Ui giời ơi. Này. Ừ. Chẳng nét nhỉ. Mở đi. Ai chờ. Cái này sao mày rửa mày không rửa luôn trong tủ này, xong rồi lau ra. Thế xong phải khiêng này ra ngoài rửa. Rửa đây bẩn hết. Nè. Ngấn trong buồng có toán tí không? Đây, nhà cô Toán đi hon là trước nè,
khi mà cô Thúy Hằng giúp đỡ là sửa nhà là đã nâng lên nhé, đấy, xây cao lên, nâng lên, đấy, thì nó không, nó thoáng hơn, nó cao hơn. Còn trước đây nó chỉ đến cái bậc này thôi, đấy, nó ngập sâu, thấy không? Khu này là cái khu có thể nói là khắp thấp nhất ở xóm, đừng chạm vào nó giật cho đấy con. Đấy. Khu dưới này là còn rất nhiều nhà các bác là nuôi lợn, các thứ nhiều, nhiều bác là không chạy kịp là phải cho cả lợn lên trên trần, đấy, trần nhà. Đấy. Ở trong trong lợn cùng. Ừ. Rồi. Nước này. Đấy. Hả? Sắp mưa rồi, trời sấm rồi. Mưa nơi rồi. Đấy. Đấy, rất may là giấy khen này vẫn còn nguyên. À, vinh danh các cháu học giỏi. Đấy, ảnh cái quế hồi bé này. Đấy. Đây này ngập ngập lên cả bàn thờ nữa đúng không? Đúng không? Đây này có nhìn cái mức ấy à, nhìn cái mức nước ở tường kìa. Đấy. May là chưa lên đến bác Hương. À, nó mới lên đến mặt bàn này. Quạt nước vào à? Vẫn chảy tốt à? À, may đấy. Còn này chắc không bị ngập nước chứ? Ngập nước chạy không ra được? Bị ngập nước á? Chắc là nó vẫn kín không vào nhỉ? Đấy. Ừ. Quế tao lên nhà chú rồi chứ? Lên nhà chú ở nhà đâu ngủ ở đâu được? À, mang sách vở lên. Ừ. Này. Toàn hoàng hết các bác. Cái bờ rào của Toán có bịt kín. Bay hết bờ rào. Nhà chú Lâm ngập hết. Nhà chú Lâm bên kia cao hơn nhà có Toán hơn một chút. Bờ rào đổ hết, buộc kín chắc hết mà đổ hết nhờ. Ừ. À. À. Ừ. Xe đạp của cháu nó bay rồi đấy rồi. Ừ. Nó tựa trong này, bay ra ngoài kia luôn. Ui rồi. Cắm gà. Cắm gà ngô nhé của cô Toán đi hoan chân gà. Bị ướt hết rồi. Bây giờ nó không thành nó không nó đóng ấy luôn rồi. Nó bị nước vào nó chua hết rồi. Chua hết rồi. Bỏ đi. Đây là còn mấy cái cám gà, mấy cái này. Gà thiệt hại vô cùng lớn các bác ạ. Rất là khổ việc cô Toán này. Khó khăn, trông rất khó khăn các bác. Lũ đi để lại bao nhiêu khó khăn. Các bác đang theo dõi video, các bác xem có giúp đỡ được cô ấy cái gì không? Chứ khổ quá, ba mẹ con. Bếp này nước, trong này có gà chứ trong này không? Có lợn. Hả? Mới bắt lợn về à? Vâng, mới bắt lợn về. À, để xem lợn có. Bắt lợn về sáng hay là chiều? Lúc trưa á? Ừ, à. Toàn mở ra này. Nhấc ấy một tí, nhẹ nhàng là chú. Hé ra được. Không phải đâu, đây Toàn ơi, nhá gạch ở dưới là được. Chú xem tí không? Lợn may gửi được cao, không muốn gì. Gà bắt rồi chưa? Gà to bắt chưa? Chưa. Ờ, có lợn mà. Được, 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 được Toàn. Nhưng mà bây giờ bắt chuồng gà, bắt chuồng gà về thì không có chuồng. Ờ, cứ gửi đến tạm đã. Ừ. Quấy cả mâm rồi quấy. Ừ. Hé hé. Rồi. Lợn mấy ngày nữa lũ rồi cũng đói ăn. Gầm mưa dãi nắng. Nó thích
hơn. Ừ. Nó đóng rồi đâu? Đóng được. Đóng rồi. Ừ. Cái máy giặt này cho cô Toán này, được. Cô Thúy Hằng cho tiền mua. Nhưng mà nước mà cũng hỏng máy nước, không biết nó ngập máy nước này không? Hỏng rồi à? Trôi ra bật ra luôn à, gãy vòi luôn à? Ôi giời. Gãy vòi hay là mẹ cháu tháo cháu. À. Bây giờ không có dùng được không? Nước này bây giờ toàn bùn đất rồi, giếng nhà con này. Nó ngập vào đấy rồi. Đây này đan của mẹ cháu đan. Đan dọa à? Ôi giời ơi. Đan dọa nằm trong đất hết rồi. Chẻ lan đây nhá, chỗ này cô Toán chắc phải chẻ mấy ngày mới chỗ này để đan dọ tôm, nhưng mà mốc hết, mốc mèo hết rồi. Trời sầm tối nhanh nhờ. Bật điện ngoài có bật đâu, bật lên nào. Gì đây? Mỡ. Mỡ bánh trưng. Khổ quá, cô Toán đi con. Bây giờ nước là quan trọng lắm, nước uống này. Ừ. Ga ngấm nước là hỏng rồi. Ừ. Hôm nay Quế có rửa cùng mẹ không? Quế có rửa cùng mẹ không? Sáng nay nước nó vẫn ngập, mẹ cháu không cho đi, mẹ cháu phải rửa. Nhưng mà may là còn mấy cái chú chắc cắt xa xuống đây nên là các người giúp cho. Sáng nay à? Sáng. À. Cửa bị bật rồi chú. Bung hết cả cửa à? Ừ. À. Con này là có mang đi không? Không, mẹ cháu bất khả ngất lên bà thờ. Con này á? Hôm lũ á? Vâng, thế bất khả lên bà thờ, nó không được ăn gì. Thế xong lúc đấy, sáng nay nhá, mẹ cháu mở cửa ấy. Ừ. Mở cửa ra nó kêu ầm ầm như đấy. Ờ, thế cho nó ăn chưa? Cho nó ăn rồi, nhưng mà nó ăn nó chả ăn gì. Đói, con này thế thì nó phải 4-5 hôm gì ạ? 4-5 hôm đói, nhịn đói rồi. Bụng quát vào rồi. Cả con mèo. Con mèo có còn sống không? Mèo hai con, một con tựa. Mèo to thì sống, còn mèo con thì trôi tùa rồi. Mèo con thì trôi à? Vâng. À, mèo to đâu? Mèo to nó vẫn nhảy trên mái, nó bắt các thứ nó ăn được. Nó còn mèo con là nước to trôi là tùa ngay. Mèo to nhưng mà khổ thân con chó này. Thế còn có chó không mang con chó này kia? Mang nhưng mà mang. Mang kia buộc xích vào được ấy. Cho nó ăn. Mẹ cũng là chạy không kịp. Cô Toán bảo đấy là nước nó dồn nhanh quá các bác. Lúc cháu ở đây thì nước nó chưa ảnh hưởng gì. 10 giờ, nhưng mà 10 giờ sáng. Nhưng mà chỉ sau khoảng đúng là chưa đấy một tiếng sau là nước nó dồn cực nhanh, hai cái đường ở phía trên là cô lập hết, không di chuyển được nữa. Nên là chỉ chạy người thôi. Mang được cái gì thì mang thôi. Đấy. Xe cộ là cũng bị trôi mất rồi đúng không? Đấy, trôi xe. Còn nó cái đấy rồi. Đấy. Một cái của cháu nó bay một kiểu. Trôi luôn à? Ừ. 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 Này. Rất mong là nhận được sự chung tay của các bác nhé, giúp cho cô Toán tí hon cô ấy qua cái đoạn khó khăn này. Khó khăn trồng chất, khó khăn đến nước. Mực nước lên ngấn tượng. Cửa bật, đồ đạc hỏng nhiều. Vật nuôi thì chết. Cái đàn gà con là 50 con mới bắt được, thời gian cũng to, to bằng cái con nằm ở chỗ cửa kia. Nhưng mà xù hết ấy lên. Dồn nhanh quá mà. Căng nét. Thôi đi, chú mới toàn lên đã. Quế cứ ở nhà tí nữa, nếu mà có gì điện chú xuống đón nhá. Được chưa? Tí điện cho chú nhá. Hả? Sợ? Thế đợi mẹ mày một tí xem nào. Ở đây tí xem nào. Này. Tối mịt. Cái
cái bệ phốt này sợ là bùn nó trôi, nước nó trôi, nước nó đọng hết thế đấy không? Bùn đất nhiều không biết có dùng nữa không. Này bây giờ mà hút thì hút kiểu gì, máy bệ phốt ai vào đây đấy. Xung quanh nhà cô Toán hiện tại thì rất nhiều mùi lồng nặc đấy, của bùn đất, của vật nuôi bị chết đấy, không chỉ nhà vật nuôi nhà cô Toán tí hon. Đây đàn này 50 con này cô, hình như bị tùa hết này, trôi hết này, không kịp chạy. 50 con gà to này đấy. Cô Toán ngồi buồn, ngồi khóc mấy hôm nay khóc mếu. Không chỉ gà nhà cô Toán mà trôi, mà còn nhiều nhà trôi đấy, tùa hết, mùi nó đang khắp các góc vườn, góc nhà rất là mùi rất nhiều. Và như này bây giờ nhà cô Toán không có nước để rửa các bác nhé, giếng thì không hút được nữa rồi, không dùng được nữa rồi. Đây, máy thì hỏng, xin nước nhà chú Lâm cái này thôi, nhưng mà nhà chú thì cũng không có nhiều đấy, nên là cũng không dùng thoải mái được, không đủ rửa hết được đấy. Bây giờ chỉ có một trận mưa rào to thì các cái thứ ở bên phía ngoài kia thì nó có thể trôi đi được, nhưng mà vẫn còn rất nhiều trong những cái nhà tắm, nhà vệ sinh, chuồng trại các thứ đấy. Ví dụ như nhà họ có nước các thứ họ xả đấy, thì nó nhanh. Đây mình thân đơn độc đấy, rất là khổ. Gạo được hỗ trợ đấy, bao gạo, nước rất cần thiết đấy. Là không đu được nước nữa. Không điện là có trong buồng có điện không? Không có điện à? Giường nó dựng đây nè. Đồ cứu trợ, cô Toán đi hon. Nó bị gãy hết. Tôm. Bánh mì. Bánh mì này con xem là ăn là không, là nó hạn sử dụng nó hết ngày ấy, để lâu ấy. Cái nào mà xem cái nào mà nói gần hết hạn thì ăn trước. Đấy. Có cái nào hết hạn. Thường thường là bánh mì thì hạn sử dụng nó ngắn ngày, nên là không sử dụng kịp là nó hỏng. Ăn đi, chú ăn thôi. Đồ cứu trợ. Ăn đi, chú ăn. Bung ở tường anh nhờ. Nở ở tường á. Dàn à? Cái này ướt hết rồi. May là không đến ổ điện. Cô Toán Tí Hon này có thể nói là một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất ở đây, và đã đang là hộ nghèo rồi lại bị ảnh hưởng nặng nề, lại thiệt hại nhiều đấy. Ở vùng thấp, vùng sâu, vùng xa của xóm nên là thiệt hại lớn. Rất là may này, cô Toán là còn không đấy, là các bác các lực lượng là hỗ trợ liên tục đấy. Không chỉ nhà cô Toán mà các bà con ở đây hỗ trợ. Cô đấy mẹ mày hả Quế? Mẹ để chó trên này á? Dạ. Nó vẫn làm cái gì trên này? Nó làm trên này xong nó thấy nó đói quá, nó nhảy xuống đây, nó nhảy xuống đây, nó thấy nước ở đây. Nó nổi, nó nhảy xuống lên giường. Nó nổi, nhảy lên giường. Lúc đấy là nước nó còn thấp thấp. Nó mới chỉ đến chỗ này thôi. Thế chắc là lúc dâng cao chứ nó chỉ nằm trên bàn này thôi chứ nhờ. Không, cái lúc mấy hôm nước nó lên đến đây thì nó nằm ở đâu? Trong buồng. Trong buồng ở chỗ nào? Chỗ nào nó phải... Nó nhảy lên đấy cơ à? Nhảy lên nóc kia cơ à? Nhảy thì nhưng mà ở trên này có cái ghế. Có cái bàn ghế thì không phải trên này. Nó nhảy lên thế nào? Chắc nó nhảy lên đấy rồi thì mới được rồi. Khổ thân nó nhịn đói mấy ngày. Nhưng mà nó đói. Cho nó ăn. Nó ăn nước. Rất nhiều nước của Toán Tí Hon sử dụng. Ừ.
Ừ. Toán đâu lâu về đấy nhỉ? Chưa đi về. Trời tối mịt rồi. Giờ là 6 giờ 23 phút rồi. Đấy. Không thấy động tĩnh gì. Hả? Không thấy Toàn thì... Sao phải tìm mẹ chú ở nhà mà. Điện thoại không không mang. Không không điện được. Điện thoại quá lớn các bạn. Bếp cũng còn đến lóc. Nhà cô Toán ở xóm Hòa Thịnh nhé, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Đấy, khổ thân con này. Đấy, con này chắc trưa nay mới được ăn. Hôm cho xuống nó béo tốt lắm, nhưng mà sau 4-5 ngày là nó nhịn đói, là không kịp chạy. Gà con như thế mà không kịp chạy, các bác biết là nụ độ nó dột nhanh như nào. Nhanh như gió, kịp thoát người. Người cứu được là tốt. Toàn hoàng hết. Gạo giờ còn củi không có, bếp thì hỏng hết rồi. Cám thì hỏng, cám nhiều nước, ướt hết. Kia cám gà gì nữa, mốc hết rồi. Ngô cám lẫn lộn này. Ừ, vừa mua hôm trước, sau nước dồn về. Xong xong rồi nhớ, với mẹ cho con mua cả ngan. Ờ. Mua cả 20 con. 20 con ngan. Ui, 20 con ngan, 50 con gà con, 70 con. Ui dồi ôi. Mấy cái con gà bé to bắt, bắt thì chỉ bắt được chắc ít ít thôi. Ờ. Không bắt được hết đâu, tại vì nó dồn vào. Dồn nhanh quá. Lúc đấy là gần 11 giờ. Ừ. Nó dồn vào. Chủ đấy có một con gà mái, một con gà trống to đoanh, chết phí quá. Hai con to đoanh thế, 3 cân một con rồi. Con đấy nó sắt đĩa. Ờ. Hai con to thế. Ăn không được ăn. Tại vì lúc quá khổ. Nước nó dồn vào. Ừ. Nó dồn đùng một cái vào. À. Xong thuyền người ta xuống người ta. À. Nhanh lên không bán nước nó vào nhanh là không đi được đâu. À. Không chạy nổi hết chứ. Dưới này này xa các bác, nó chạy cực xiết luôn. Đấy, các bác xem đấy, cái ngô là ngô nó còn ngập đến tận ngọn ngô, mà cái chỗ đấy là nó cực cao nhá, cái chỗ trên đồng hành cực cao mà còn gặp ngọn ngô, để biết là như nào. Đấy, chạy xiết đi không đi được. Hai tải cái toàn xem, phải tải tải gì, gạo hay tải gì? Gạo à, dưới là gì? À, gạo nốt à? À, may có gạo. Ừ. Ừ. Đợi cô Toán về xem thế nào. Cuối ở nhà mình sợ. Trời thì đang sấm sấm mưa. Mấy giờ bây giờ, mấy giờ rồi? Hả? 6 giờ 25 rồi. 6 giờ 26. Ừ. Sáu giờ 26 phút rồi. Trong các diễn viên điện tử là nhà cô Toán là ngập sâu nhất, ảnh hưởng thiệt hại nặng nề nhất. Nhánh Đông Tí Hon thì không bị ngập tí nào. Đấy. Chú Lợi cô Đơn thì cháu cũng chưa chạy lên được, cũng chưa biết là tình hình như nào. Đấy. Chú Xính cô Đơn thì bên đấy cũng bị ngập, nhưng mà không như này, dưới này thấp nhất. Nhà cô Toán là bị ngập sâu nhất. Bong hết là lâu ngày ấy. Lâu ngày nó bong cái tường là ngâm lâu ngày. Ừ. Sáng nay lúc dọn còn nước không? Vẫn còn ít. Xong chỗ nhà. Cái về cái dọn lũ này, khi mà bình thường là nếu mà dọn trong nhà này là phải nước đến đâu là dọn đấy. Ví dụ như là nó đang nước ở lên thì cách khoảng độ 2 phân là phải lau luôn. Lau dọn luôn, xong rồi nước đến đâu phải đẩy nó ra ngoài luôn. Đấy, thì nó dọn dễ.
Còn ví dụ như mà cô Toán mà cô không kịp về, nước nó rút trong đêm mà sáng ra mà còn lại mỗi bùn ở đây dọn thì chắc là phải mất rất nhiều thời gian mới dọn nó hết chỗ này. Bởi vì là bùn nó đông kết này, nó khô lại. Đấy, như những cái chỗ này là không phải là làm nhanh đâu anh nhá. Đấy, cọ xịt các kiểu rửa thì nó mới sạch như này. Bong bong hết sơn đấy đúng không? Như các bác xem cái hình ảnh ở ngoài cho quay cái chuồng, mấy cái chuồng trại cái thứ kia. Bùn đất nó dày như thế thì ví dụ mà không kịp mà rửa lúc nước nó vẫn còn thì đất nó cũng như thế, nên là rửa thì nó rất lâu. Đó. Thiên tai ảnh hưởng quá lớn. Đấy, sấm ở đấy. Sấm toang ở nơi rồi. Trong đấy là đất làm gì ạ? Tủ đấy nào phải khiêng ra. Khiêng ngoài này xong rồi đấu rửa nhấc vào. Tối quá. Thôi cháu cũng kết thúc cái video ở đây nhé. Cháu đợi cô Toán về đã. Trời sầm mưa xem như nào. Đấy, cháu xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Đấy, một lần nữa thì rất mong các bác đang theo dõi video, các quý nhà hảo tâm, các mạnh thường quân có tấm lòng, rất mong các bác sẽ chung tay giúp đỡ cho nhà cô Toán tí hon, cũng như các bà con bị ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt vượt qua cái đoạn khó khăn này. Đấy, và hiện tại như bây giờ thì cho thấy là nhà cô Toán là đang rất là vất vả. Đấy, ngập sâu, ảnh hưởng rất lớn. Đấy, thiệt hại rất nhiều. Rất cần sự chung tay của các bác giúp đỡ cho. Cháu kết thúc cái video của mình ở đây và xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào các bác và kính chúc các bác cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thành công. Xin chào các bác. Chào các bác. Cháu chào tất cả các bác nha. Hiện tại thì trên kênh của cháu bây giờ thì đang bán một số cái mặt hàng nông sản tiêu thụ cho bà con ở Thái Nguyên. Cháu cũng giới thiệu đến các bác, để các bác có nhu cầu sử dụng thì các bác liên hệ với cháu nhé. Đầu tiên là cháu có bán đặc sản mật ong khoái rừng Thái Nguyên các bác. Đó. Mật ong đảm bảo các bác là 100% là mật ong khoái rừng chuẩn tự nhiên 100%. Sản phẩm đến từ núi rừng của Thái Nguyên các bác nhé. Đó, giá thì rất là hợp lý. Đấy, cháu có thể nói là rất là rẻ. Các bác mua càng nhiều thì giá lại càng rẻ các bác nhé. Các bác mua từ 10 lít trở lên là giá là 410.000 một lít và đã được miễn phí tiền ship. Các bác mua từ 5 đến 9 lít là giá là 420.000 một lít và cũng được miễn phí tiền ship. Các bác mua từ 2 đến 4 lít thì giá là 430.000 một lít. Đấy, và cũng được miễn ship các bác nhé. Và cuối cùng các bác mua 1 lít thì giá là 430.000 một lít. Đấy, tuy nhiên 1 lít thì là không được miễn ship các bác ạ. Đó. Và thứ hai là trên kênh của cháu hiện nay thì đang có cái sản phẩm đó là nấm linh chi rừng. Đấy, có nghĩa là nấm linh chi đỏ. Đấy, tự nhiên rừng vùng núi Thái Nguyên, khu vực chỗ Bà Trà các bác nhé. Giá này cũng rất là hợp lý. Giá thì là các bác mua nửa cân thì là 350.000. Đấy. Tuy nhiên nửa cân thì không được miễn ship các bác. Đấy, các bác mua cả cân là 700.000 thì sẽ được miễn phí tiền ship. Về công dụng của nấm linh chi rừng thì các bác nào mà đã sử dụng rồi thì các bác cũng biết là nó cực kỳ tốt rồi. Đấy, các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu về cái công dụng của cái nấm linh chi rừng. Đặc biệt đây là nấm linh chi đỏ các bác nhé. Tốt nhất trong loại nấm linh chi luôn. Đấy, mà giá rất là hợp lý, rất là rẻ. Nó có rất nhiều những cái tác dụng. Trong đó một số cái tác dụng nó nổi trội. Nó là rất tốt cho bổ gan, bổ thận. Đấy. Ổn định huyết áp này. Đấy, giảm căng thẳng, stress này. Đấy, duy trì cái tuổi thanh xuân, đấy, có nghĩa là trẻ hóa, đấy, cũng như là hỗ trợ trong cái việc là điều trị ung thư, đấy, ngăn chặn cái sự phát triển của tế bào ung thư, đấy, cũng như là nói chung là rất là tốt, đấy, tốt cho gan, cho thận, cho phổi, đấy, huyết áp, đấy, nói chung là rất là tốt. Đấy, cái này người khỏe mạnh uống lại càng tốt nữa. Đấy, chưa nói là người bệnh điều trị thì nó cực tốt. Đấy, rất nhiều những công dụng của nấm linh chi. Đấy. Các bác có nhu cầu sử dụng thì các bác liên hệ nhé. Ngoài ra thì hiện tại trên kênh của cháu thì còn đang bán là đặc sản chè Thái Nguyên. Đấy. Chè Thái Nguyên thì hiện tại cháu bán một loại duy nhất thôi. Đấy. Giá là 360.000 một cân.
Đấy, các bác mua từ 2 cân là các bác sẽ được miễn ship. Đấy, còn về thuốc của bà Trà thì các bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì các bác cũng có thể liên hệ với cháu nhé. Đấy, thuốc của bà Trà thì là bà chữa được rất nhiều các loại thuốc. Các bác theo dõi các video các bác cũng biết rồi. Phải nói là rất là hiệu quả. Đấy, rất nhiều người đã khỏi bệnh, rất nhiều người đã thành công, rất vui mừng. Đấy, rất nhiều loại thuốc thành công, trong đó thì có dạ dày này, đại tràng này, sỏi thận này, tai biến này, mỡ máu này, mất ngủ này, tiểu đường này. Đấy. Phổi này, huyết áp này, tim mạch này, ho mãn tính này, xương khớp này. Đấy là các cái thuốc của bà Trà. Ngoài ra còn nhiều loại thuốc nữa, các bạn có thể tìm hiểu rõ ở các cái video cháu đã đăng rồi. Khi mà lên cho bà Trà lấy thuốc, đó là một số những cái sản phẩm ở trên kênh của cháu các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu sử dụng thì các bác hãy liên hệ cho cháu theo số điện thoại là 0915049825. Các bác có thể nhắn tin qua điện thoại cho cháu cũng được, hoặc là kết bạn Zalo cũng theo cái số đó và nhắn tin cho cháu ở trên đó. Cháu cảm ơn các bác rất nhiều. Và cuối cùng thì cháu xin chào các bác nha.